Sao qua cắt đây? Chưa có bao hả? Gì? Hiện tại ở đây cũng có cây 70 nhưng mà chưa có bao này mà. Bữa nay cắt quá trời đông máy. 70 100 lẻ gì quá trời đông anh em ơi. Rồi chiếc này đang đi vô tham gia luôn anh em ơi. Ê ê, trời 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 trời. Đang di chuyển vô đồng luôn. Bảy mươi này 70 tốc độ thôi à. Bữa nay mình đi theo cây 70 mình quay cho anh em xem ha. Đây còn đây thì cây 100 lẻ. Quá trời đông máy à, anh em ơi. Còn đây thì 70 Blood. Cái này 70 Blood nè. Máy này cũng còn đẹp lắm. Đây 100 lẻ hiện tại đang vượt, còn bên kia thì cây 70 Blood, này 70 Blood nè. Trăm lẻ này bồ nổ dữ trời. Bao này cỡ 55 kg không? Nhỏ ha, không tới 55, chắc bao này cỡ 53 rồi. Đời 2021 anh em ơi, cây 100 lẻ này. Mới được cắt khuôn này nhỏ xíu à. Cũng vừa xong rồi. Ủa có mấy bao à? Cái này chắc cỡ công đất à anh em ơi. Có mấy bao lúa. Rồi di chuyển một chiếc đi. Rồi vô chiếc trong kia nè. Cái khuôn này đường công đá không? Công gửi hả chú? Mà lúa này giống gì vậy? 5.4. Bán được nhiêu ký? 7.000 mấy á, 7.500, 7.600, 7.700. À dạ, 7.700 đi. Ừ. Công rưỡi thì công này được nhiêu bao? Công rưỡi được 18 bao. Ờ, cũng được rồi. Mình ơi. Dạ lúa năm nay miếng nào cũng thắt cái vụ này tại vì cái thời tiết nó không thuận như sao á. Quá trời gầy mò. À. 12 giờ chưa tới. Công gửi được có nhiêu bao là được 18 bao. Rồi vô một chiếc. Còn 70 Blood thì đang bơi anh em ơi, còn cắt kìa. Xe kéo này hỗ trợ cho cây 70 hiện tại đang qua bờ nè anh em. Bảy mươi đụng độ cùng 100 lẻ.
Rất tiền luôn hả? Rất luôn rồi. Rồi biết đâu tìm. Lụm lại cái bẫy không có gì khó cả. Đi vòng vòng lại chỗ cũ á. Đi rồi. Lụm lại được bẫy này còn có gì khó chẳng không. Trời trời. Bỏ tôi ra lấy mọi giờ. Bây giờ biết quậy. Bỏ tài. Vậy là bữa nay làm lỗ luôn rồi. Rồi 70 vô tiếp tục vớt nữa anh em ơi, còn cây 100 thì đang cắt bên đây nè. Rồi xe kéo chạy vòng vòng biết đâu tiệm trời. Quà ở đây ai đâu lụm. Có ai biết đường đâu mà lụm. Ờ gì hả? Chặt bay vô gọc ra. Ai lắm. Xe kéo này hỗ trợ cho cây 70 70 tốc độ. Mặc áo ai đồ không ha. Mắc hết triệu sáu coi như bữa nay lỗ rồi. 7.000 sao mua đủ tờ giấy số? 17.000. Có 7.000 à. 7.000 10.000 mới mua đủ. Bữa nay dắt nhiêu cây anh? Dắt 8 cây. 8 cây 100 rồi 70 rồi. Hết luôn hả? Vậy là bữa nay đại. Bữa nay đại hội anh hùng mà. Bữa nay hết dây này luôn hả? Mấy cây 7 8 cây luôn hết. 8 cây bữa nay. Còn cây kia chưa ra đợi rồi nãy giờ chỉnh sửa sơ sơ bắt đầu lụm anh em ơi. Có cái con nổ nè nè. Còn đây 100 hiện tại ở đây thì tới 8 cây rồi. Mười tốc độ đụng với 100 nè. Có nhiều mình quay nhiều anh em ơi. Đông vui. Hết hộp xè không. Còn xe kéo thì đi dục lúa mất mẹ hết 1.6 rồi. Bữa nay là cứ như làm không không đủ nữa. Còn đây thì cây 100. Còn cây 70 cái bô nó nổ rồi hết hồn luôn. Mấy mươi này thì cắt cái khuôn này có công đất à anh em ơi. Rồi đó hả? Qua đây luôn. Hiện tại thì cây 70 mới vừa cắt xong rồi nè anh em. Còn cây 100 thì chưa, mới thả về mấy vòng. Đội hình đang dục, còn cây 100 thì còn.
màu xanh luôn anh em ơi. Động cơ gan ma 82. Tốc độ kinh khủng không? Cắt cái miếng nào? Cái gì? Cắt cái đâu? Chạy nữa không sao, chỉ lại hoài. Rồi, hiện tại cây 70 đang di chuyển đi anh em ạ. Xa ở đây cũng có cây 100 đó nè anh em. Bên đây quá trời đông máy à. Có cây 100 cắt ở đầu dưới. Bảy mươi giờ toàn là máy độ không ạ. À? 70 nhìn những hình 93. Nhìn chơi ngang tưởng 93 không. Lẻ